Vâng, chúng ta cùng đến với những giai điệu vui tươi mà bạn Phong 20 đã gửi đến tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn. Lúc này đây thì sẽ giới thiệu ban tổ chức, những người thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến các chú bảo vệ cũng như các cô chú chữ xe ngày hôm nay rất là mệt mỏi khi với rất là sự có sự nhiệt tình của tất cả quý vị đến với đường sách. Cũng tuổi cô chú lắm nên thôi cố gắng cô chú nhá. Và quay trở lại chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây xin mời tất cả quý khách quý, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của bản Cường. Xin mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức. Xin mời. Anh cứ hát bài được không em? You want